mà mang lại niềm vui cho tất cả quý vị nhé. Cứ bây giờ một tràng tay chào đón danh ca Long Nhân. Dường như là cả ông bà, ba mẹ vỗ tay chưa to. Dạ, vỗ tay mà người vỗ người không á, là ở trong miền Nam Sài Gòn mình là nói là mắc cỡ, còn ở Hà Nội họ gọi là sổ cổ, còn người Huế của con gọi là ốp dược. Chắc là phải làm lại ạ. 2, 3. Dạ, lời đầu tiên cho phép con là Đinh Long Nhật, nghệ danh ca sĩ Long Nhật. Xin gửi đến tất cả các ông bà, cô bác, các bậc cha mẹ, cả cô chú, cả anh chị có mặt trong buổi tối hôm nay, một chương trình rất là đặc biệt. Con cảm thấy như là một cái điều trong gia đình mình vậy. Con nghĩ rất là sớm, con nghĩ từ đầu chương trình mà Trình Kim Chi, con nghĩ làm sao mà cái dự án ở lại được cuối cùng luôn. Con chương trình đã là của chắc anh là 5 bài, 6 bài á, cả nhà có nhiều không ạ? Của đây cho to ạ. Dạ. Dạ, lời đầu tiên cho con xin gửi đến quý vị lời chào yêu thương và kính trọng nhất. Sẽ là một ca khúc sự nghiệp của Long Nhật. Bài hát này con đã chọn làm khai mạc mở màn cho live show 35 năm Người Con Xứ Huế, chặng đường ca hát được tổ chức tại trung tâm thành phố Huế vào cuối tháng 7 năm nay. Bài hát khai mạc trong chương trình hôm nay con hát trước ở đây, tại vì các ba bạn mẹ là sẽ không đăng đến xem được cái live show của con. Kính mời cả nhà cùng nghe một sáng tác kinh điển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ở hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con vừa hạ mà con vừa lo là con mình phải bị trình chí hoài là chứng minh dai quả không biết là cả má cả mẹ ông bà ngồi đấu còn mệt không chứ không hỏi là cả nhà còn mệt không. Dạ có buồn ngủ không ạ? Có buồn ngủ không? Vui ha, thì con hát bài nữa nghe vỗ tay cho to. Dạ ai ra sự huế nhưng mà tại vì mình mới hai đầu người nữa có một hoàn cảnh miền Trung cho con hỏi ở đi con thầy có nhiều ba mẹ nội dòng huế hồi này mẹ mày có khi mình ở đài con nghe rồi. Dạ ai nữa. Dạ dạ rồi biết chưa là như thế này tại vì chuẩn bị đến 27 tháng 7 là tri ân mang ơn và uống nước nhớ nguồn. Con xin mời cả nhà mình nghe một ca khúc truyền tình cách mạng, một bài nhạc truyền thống mà tụi con hay gọi là nhạc đỏ, tất nhạc truyền tình cách mạng. Nhưng hôm nay con sẽ không hát tranh sáo bầu dân ca nữa mà con xin phép cả nhà cho nhạc đánh rần rần lên cho nhau khoác lên mình một tác phẩm kinh điển, một chiếc áo mới xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Nhà thơ Phan Tiến Dương, nhà Hoàng Hiệp. Tôi năm nay là 95 tuổi.
26 năm tuổi đảng. Vào nói là vấn đề Bình Tử Thiên, thì nên hát cái bài Bình Tử Thiên khỏi. Là vì tôi chiến đấu ở Bình Tử Thiên. Rồi vấn đề Điện Biên Phủ, thì chúng tôi hành tuân từ Bình Tử Thiên mà ra Hà Nam Ninh, Hà Nam Phủ Lý Ninh đứng để đánh đấy. Đấy, cho nên nói lại cho tất cả bà con hiểu được. Ta đang cảm xúc một kỷ niệm, ta thông điện 90 năm tôi mà nhớ gì hết sợ bộ thế cả nhà ơi. Chắc là hết tuổi con 90 năm tôi nhớ gì nữa không ạ, từ đó. Nghĩ là mà 95 tuổi mà mận mận mà quá đi. Dạ, con cũng kính chúc bác sống tới hơn 100 tuổi nữa. Dạ. Ôi, mà cái tuổi đấy thủ tướng Cộng hòa Việt Nam, Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ đấy. À, hiểu không? Mong cho mắt thật lớn. Và xin mời MC ạ. À, xin mời MC. Dạ thưa tất cả các cô chú, các ông bà. Vậy là cái chương trình đến đây cũng xin được tiếc nuối mà nói lời chia tay và khép lại. Để chúng ta có thể chuẩn bị thêm những chương trình về sau nữa, sẽ đến đây nhiều lần hơn nữa. Và hy vọng là tất cả quý vị có mặt chương trình ngày hôm nay cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa với chủ đề của ngày hôm nay. Uống nước, nhớ, nguồn. Một trọng tài thật lớn cho chương trình ngày hôm nay ạ. Một lần nữa thì Kim Chi cũng thay mặt cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ xin cảm ơn sự theo dõi của các cô, các chú, các mẹ đã đến đây và theo dõi chương trình của chúng con. Và cũng xin cảm ơn Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được một chương trình ý nghĩa như thế này. Cảm ơn nhà hát Trần Vũ Trang, các anh em ở bên nhà hát Trần Vũ Trang cũng đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện âm thanh ánh sáng cho chương trình ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin cảm ơn.